bạn, video hôm nay là để chia sẻ kinh nghiệm và trả lời nhiều câu hỏi mình nhận được về việc mình đã thu âm cho video như thế nào, làm sao để có chất lượng thu âm tốt, dùng microphone nào và cách lọc tiếng ồn, xóa tạp âm, vân vân. Mình thì cũng không phải là chuyên gia về âm thanh, nên những chia sẻ ở đây của mình mang tính trải nghiệm. Đương nhiên đó là những kinh nghiệm đã tốn thời gian và tiền bạc để có, nhưng mình sẽ chia sẻ hết không giấu giếm gì cả. Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể để lại câu hỏi ở bình luận nhé. Xem lại những video đầu tiên trên kênh YouTube này thì thời điểm đó mình ghi âm rất đơn giản thôi. Mình dùng luôn tai nghe của iPhone. Trên tai nghe có sẵn mic thoại và mình thu trực tiếp trên điện thoại luôn. Lúc ấy cũng không có ai phàn nàn về âm thanh cả, nhưng tự mình vẫn thấy không hài lòng lắm về độ vọng và tạp âm. Không lâu sau đó, để nâng cấp chất lượng âm thanh hơn, nên mình đổi sang microphone dạng đeo gài áo của Rode, dòng chuyên dành cho điện thoại. Bây giờ sau khi dùng đã hơn 2 năm thì mình vẫn không có gì chê về chất lượng cả. Âm thanh trong trẻo, có bông lọc gió giảm tiếng ồn. Gần đây nhất thì mình thích dạng microphone để bàn hay treo cho tiện, nên mình đã mua thêm Shure MV7, một dòng microphone huyền thoại mà rất nhiều streamer, youtuber hay là người làm podcast chuyên nghiệp sử dụng. Nhưng không hẳn muốn thu âm hay thì phải mua microphone thật đắt tiền, mà mình nghĩ với mỗi tầm ngân sách khác nhau thì đều sẽ tìm được lựa chọn tối ưu nhất theo nhu cầu sử dụng của bạn. Mình đã sử dụng qua nhiều microphone ở nhiều phân khúc giá khác nhau, từ rẻ tới đắt. Hiện giờ mình dùng thường xuyên nhất vẫn là Rode MaxLav Plus và Shure MV7. Giá thì cao hơn trung bình một chút nhưng hiệu năng hoàn toàn hơn mong đợi. Hơn nữa còn đảm bảo được tiêu chí của mình là thiết bị phải gọn nhẹ, không cần lắp đặt thêm máy móc hay dây nối cầu kỳ gì hết. Chỉ cần cắm trực tiếp vào máy tính hoặc điện thoại là thu luôn mà vẫn có được chất lượng âm thanh như studio. Bạn cũng nên chọn mua các microphone có khả năng lọc tiếng ồn, hoặc có thể gắn thêm bông lọc âm hay màng lọc âm. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là vẫn phải có nơi thu âm yên tĩnh. Đặc biệt lưu ý, dù microphone có xịn cỡ nào, có đắt tiền cỡ nào đi nữa, thì cũng tuyệt đối phải tránh tiếng gió, tiếng quạt máy, tiếng máy lạnh, động cơ v.v. Tức là các dạng tạp âm lặp đi lặp lại. Các tiếng ồn môi trường này có thể xử lý được nhưng rất khó, hoặc nếu xóa được tiếng ồn thì cũng làm giọng nói trở nên lạo xạo và máy móc. Có rất nhiều công cụ hỗ trợ xóa tạp âm, lọc tiếng ồn. Một số phần mềm biên tập video đã có tích hợp sẵn tính năng này, cũng như có nhiều trang web cho phép lọc tiếng ồn online. Tuy nhiên, cơ chế lọc tiếng ồn của chúng thường là mặc định và tự động, nên chất lượng file âm thanh sau khi lọc không cao, tiếng dễ bị méo, mất tự nhiên. Các phần mềm ứng dụng lọc tiếng ồn chuyên nghiệp thì lại thường không miễn phí hoặc đòi hỏi cấu hình cài đặt cao hoặc khó sử dụng. Vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lọc tạp âm tiếng ồn bằng Audacity nhé. Vì nó hoàn toàn miễn phí, rất đơn giản, dễ sử dụng chỉ trong vài lít chuột là xong. Vào trang web của Audacity là có thể tải ngay file cài đặt tương thích với hệ điều hành hay phiên bản máy tính của bạn. Phần mềm rất gọn nhẹ, chỉ vài chục megabyte thôi. Sau khi cài đặt xong thì mở Audacity lên. Đây là giao diện trang chủ của Audacity. Nếu file ghi âm của bạn có định dạng không thông dụng thì cần phải chuyển về định dạng phổ biến bằng các công cụ chuyển đổi định dạng online như mình gợi ý. Bạn nên chuyển đổi thành định dạng MP3 hoặc tốt nhất chất lượng cao nhất đó là WAV. Ví dụ nếu bạn thu âm trên iPhone, iPad thì file ghi âm sẽ có đuôi là M4A. Do đó bạn sẽ cần convert nó thành đuôi file WAV. Khi có file ghi âm rồi thì kéo thả vào cửa sổ Audacity, nó sẽ được hiển thị dưới dạng sóng âm như thế này. Những từ các bạn nói sẽ là các gợn sóng, những đoạn yên lặng thì có dạng đường thẳng. Bấm biểu tượng kính lúp thu nhỏ hay phóng to để nhìn rõ hơn nếu cần. Bạn có thể bấm play để nghe thử. Đoạn nào bạn đã nói sai hay bị gián đoạn và lẫn vào tiếng ồn thì bạn kéo chuột để chọn đoạn đó, rồi xóa đi bằng cách bấm delete trên bàn phím. Cách thức đơn giản giống như là xử lý văn bản vậy đó. Tôi chọn các đoạn âm thanh, rồi bấm xóa hay sao chép, di chuyển tùy ý. Những đoạn mà bị nhăn nhăn không đều với các đường sóng thấp kiểu như vậy, chính là các đoạn tạp âm. Khi mở với mức âm lượng lớn một chút thì bạn sẽ nghe thấy các tiếng rè rè hay tiếng xôi xôi xè xè như thế này. Để loại bỏ loại tạp âm môi trường này thì trước hết bạn kéo chuột để tô chọn đoạn lấy mẫu tiếng ồn. Thường thì sau khi bấm ghi âm,
ta nên im lặng trong 5 đến 10 giây đầu tiên để thu lại được loại tiếng ồn này làm mẫu, rồi mới bắt đầu nói. Xác định đoạn nào là mẫu tạp âm xong rồi, thì vào Effect Noise Reduction, bạn chọn Get Noise Profile, tức là lấy đoạn vừa chọn lúc nãy làm mẫu tiếng tạp âm, cửa sổ màn hình chính sẽ tự quay trở lại. Giờ bạn sẽ chọn những đoạn tiếng ồn nào cần xử lý, hay mình muốn loại bỏ tạp âm cho toàn bộ file ghi âm này luôn, nên sẽ chọn Ctrl A để chọn tất cả. Lại tiếp tục vào Effect và Noise Reduction. Bước 1 xác định mẫu tạp âm xong rồi, giờ bước 2 là để tự động tìm các đoạn tạp âm tương tự để xóa. Các thông số về mức độ xóa tạp âm hay độ nhạy tạp âm đã được cài đặt sẵn mặc định rồi. Nếu bạn am hiểu về âm thanh thì có thể tự chỉnh lại. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình, những thông số mặc định này hầu như là hiệu quả cho đa số trường hợp lọc tạp âm rồi. Bạn có thể bấm Review để nghe thử lại xem những đoạn tạp âm đã xử lý được hay chưa. Xong rồi thì bấm OK xác nhận. Bây giờ các đường nhăn nhăn lúc nãy đã được làm thẳng ra như thế này, nghĩa là đã hoàn toàn yên lặng không cần tạp âm rồi đó. Bạn xem lại hết cả file ghi âm xem đoạn nào mà vẫn còn lợn gợn, thì bạn lại thực hiện y chang như vừa rồi thêm lần nữa để ủi nó thẳng ra luôn nha. Tất nhiên chúng ta thu tại nhà chứ không phải studio chuyên nghiệp, thì dùng microphone nào cũng sẽ có tạp âm mà thôi, chỉ là ít hay nhiều và có dễ xử lý hay không. Với Rode MicLab Plus và Shure MV7 mình đang dùng hiện giờ thì khi thu âm xong cũng gần như không có tạp âm hay tiếng ồn cần phải xử lý nữa. Nếu việc lọc tạp âm tình cờ khiến âm lượng thu âm bị nhỏ đi, thì bạn có thể tăng lên bằng cách chọn riêng đoạn nào bị âm lượng nhỏ, hoặc Ctrl A chọn tất cả, rồi vào Effect và Amplify. Công cụ sẽ hiển thị mức khuếch đại âm thanh có thể tăng tối đa là bao nhiêu dB. Bạn có thể kéo thanh trượt để chỉnh độ lớn cho vừa phải. Bấm nghe thử trước, nếu ổn rồi thì OK xác nhận. Lúc này bạn sẽ thấy hình các sóng âm đã to hơn, dày đặc hơn, tức là mức âm lượng lớn hơn rồi đó. Ngoài ra, Audacity còn nhiều công cụ chỉnh sửa âm thanh khác nữa, nhưng thật sự thì bạn cũng sẽ cần có hiểu biết về âm thanh một chút mới sử dụng được. Hơn nữa, ngoài việc lọc tạp âm thì mình cũng thích để nguyên giọng thật chứ không thích chỉnh sửa gì thêm vì sợ sẽ nghe bị giả và thiếu tự nhiên. Sau khi biên tập xong đoạn âm thanh của bạn rồi, thì chọn File, Export và xuất ra file dưới định dạng MP3 hoặc là WAV rồi lưu vào thư mục trên máy tính. Đến đây, hy vọng các chia sẻ của mình có thể giúp những sản phẩm tiếp theo của các bạn có được chất lượng âm thanh tốt hơn, xịn hơn. Nếu có trao đổi gì về thiết bị thu âm hay xử lý âm thanh thì chia sẻ với mình ở một bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!